đang làm bùng nổ cầu trường. Van Dijk, Bellani, Ibrahimovic. Sóng gió đã nổi lên. Pha chọc khe của Pogba. Sút. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Ibrahimovic. Bóng đang lăn qua đường biên cuối sân, sẽ có phản góc. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Bóng đã nằm gọn trong tay anh ta. Sút. Thủ môn đã dướng người hết sức và đã cản được. Pha bóng tốt. Ibrahimovic. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Cơ hội. Anh ta đã bắt được bóng. Sẽ có phản góc. Một tình huống đánh đầu đưa bóng lệch cột dọc rất khó khăn. Messi. Pogba. Wayne Rooney. Ronaldo. Jordi Alba. Henry. Frankie de Jong. Tiến lên đi. Thật tuyệt khi sút. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Wow. Pha thắng tuyệt đẹp của Lionel Messi. Tuyệt vời. Thủ môn đang than phiền với cầu vệ. Anh ta nghĩ cầu vệ nên áp sát nhanh hơn trong tình huống đó. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Pogba bật tường. Frankie de Jong tăng tốc, mất bóng trong vòng cấm. Ồ, thật dễ dàng cho thủ môn. Ronaldo. Rất nhanh. Và đây là cú sút. Không thể tin được là không có thắng gỡ hòa trong thứ vừa rồi. Vâng, rất đáng tiếc, một cơ hội tuyệt vời để đưa trận đấu trở về với vạch xuất phát. Henry. Bellani. Anh ta đã bắt được bóng. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Anh ấy đã cướp được bóng. Wayne Rooney. Ronaldo. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Tati. Có cơ hội. Mất bóng. Hiệp 1 của trận đấu.
Hiệp 2 bắt đầu. Chuyền bóng lại thành công. Frankie De Jong. Sóng gió đã nổi lên. Bỏ chuyền bóng như thế không cần nhìn vậy. Ibrahimovic đã có bàn thắng gỡ hòa. Một trận đấu rất chặt chẽ trong ngày hôm nay, nhưng đội bóng này đã chơi thực sự tốt. Vâng, họ đã chơi rất tốt, họ có nhiều cơ hội sút bóng và họ có bàn thắng. Ngay lập tức đã có bàn thắng trên bàn tỷ số 1-0. Thật gọn gàng. Piqué. Đó là một pha biểu diễn đường chuyền đó thật tuyệt vời. Sút. Bây giờ họ đã có bàn thắng dẫn trước. Rất cạnh lùng khi thực hiện pha cứu bóng ở ghi bàn. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo cong vút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Một lần nữa tỷ số đang là 2-1. Anh ấy sẽ có thẻ vàng. Bóng rất nhanh. Ibrahimovic. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Đây là một cơ hội khác. Thật tuyệt khi sút. Tuyệt vời. Lúc chân ra vào đó là hai bàn thắng rất đẹp. Vẫn còn cơ hội cho đội bóng. 3-1 là tỷ số hiện tại. Không được. Thủ môn đã bắt được bóng. Bóng đang lăn qua đường biên cuối sân, sẽ có phạt góc. Vài ngày đã ghi bàn bắt đầu. Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Rất bất ngờ, một pha sút phạt đơn giản là không thể đi được. Một trận đấu tốt, 3-2. Tạt bóng đi. Một pha đưa bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Tiến lên. Tiến lên đi. Ôi, bóng đã được giữ lại. Ít nhất thì cũng có một pha phạt góc. Và thủ môn, anh ấy đã có được bóng. Jordi Alba. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Vài người đã lấy bóng. Vâng, anh ta dính bẫy việt vị. Bạn có thể xem anh ta đã cố gắng như thế nào để phá nó. Frankie De Jong. Messi. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Sút. Cái biệt lúc này đang vô cùng mong manh. Cristiano Ronaldo. Làm rất tốt. Anh ấy vẫn đang đứng vững trên đôi chân của mình và hy vọng vào một quả phạt. Frankie De Jong.
thật tuyệt khi sút. Anh đã có 3 bàn thắng. Với hat trick này, anh ta đã quay trở lại. Với hat trick vô cùng tuyệt vời. Yeah, anh ta sẽ mang trái bóng về nhà với rất nhiều niềm tự hào. Nếu bàn không đến một nữa thì tỷ số là 4-2. Chúng ta quyết định thời gian bù giờ là 3 phút. Ronaldo. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Thierry Henry. Rất nhanh. Và đây là cú sút. Mất bóng. Bóng văng ra, cơ hội vẫn còn. Không, sẽ không còn bất kỳ tình huống nào nữa. Trận đấu đã kết. Thật tuyệt khi sút. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Họ chuyền bóng như thể không cần nhìn vậy. Ibrahimovic đã có bàn thắng gỡ hòa. Sút. Bây giờ họ đã có bàn thắng dẫn trước. Đây là một cơ hội khác. Thật tuyệt khi sút. Tuyệt vời. Thật tuyệt khi sút. Anh ấy đã có 3 bàn thắng với hat trick này.